nói lại kinh kinh chúc mà nồi mạnh khỏe sống sắm rau trăm tuổi sắm rau trăm tuổi năm đuổi chúc ông nội mạnh khỏe vui vẻ cho sắm rau. Con cảm ơn ông bà. Cảm ơn ông nội. Cảm ơn ông. Cảm ơn. Tiếng kia, cái má tiếng Việt đi con, má tiếng Việt. Nay nay là lễ Tết Việt Nam mà. Cảm ơn ông bà nội. À dạ. Rồi. Rồi liếc người ta lại bảo. Rồi. Rồi năm mới gia đình con chúc ông bà nội nhiều sức khỏe, dồi dào, có lâu trăm tuổi. Chúc ba mẹ mạnh khỏe á. Năm mới tướng tài tướng lộc đó rồi đó vui rồi hung nữa ba hung đi con trai của ba hung ba đi hai bên ba phải hung hai bên. Ủa sao con không quay vòng?